Khi nghỉ dưỡng độc đáo và bình yên tại Mường Hòa View Hotel Sapa. Thường xuất hiện trong danh sách những khách sạn Sapa đáng trải nghiệm nhất, Mường Hòa View Hotel là một trong những không gian lưu trú nổi bật mà du khách không nên bỏ qua trong chuyến hành trình khám phá du lịch sắp tới của mình. Đây là nơi lý tưởng để bạn bỏ lại hết bộn bề cuộc sống và hoàn toàn thả mình vào bầu không khí trong lành chốn mùa xuân. Đến với Mường Hòa View Hotel, bạn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp diêu kỳ, hùng vĩ của từng tấc đất ngọn cỏ Sapa. Không chỉ hấp hồn du khách bởi vẻ đẹp tuyệt sắc của thung lũng Mường Hòa, khách sạn cũng được thiết kế theo lối hiện đại tiện nghi. Mọi không gian của khách sạn đều được xây dựng hoành tráng với những nội thất xịn sò, toát lên sự sang trọng, đẳng cấp. Mường Hòa View Hotel cung cấp hệ thống phòng nghỉ đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng, từ cặp đôi trẻ đi nghỉ dưỡng tuần trăng mật hay nhóm bạn đồng thành viên trong chuyến khám phá du lịch cuối tuần cùng nhau. Với mức giá phong phú, quý khách có thể thoải mái lựa chọn căn phòng nghỉ riêng tư phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân và gia đình bạn bè. Hệ thống phòng nghỉ tại Mường Hòa View Hotel được chia thành nhiều hạng phòng đa dạng, giúp du khách dễ dàng lựa chọn chỗ ở phù hợp với nhu cầu và sở thích. Phòng Deluxe với diện tích 25m2 cung cấp cho du khách không gian nghỉ dưỡng lý tưởng và thoải mái. Với không gian rộng rãi cùng đầy đủ trang thiết bị tiện nghi hiện đại, đây sẽ là lựa chọn phù hợp cho các cặp đôi đang tìm kiếm một không gian riêng tư. Với ban công riêng hướng núi, du khách sẽ cảm nhận rõ vẻ đẹp thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ ngay tại chính căn phòng của mình. Là hạng phòng phổ biến tại Mường Hòa View Hotel, phòng Superior có diện tích 18m2, đem lại không gian nhỏ gọn, ấm cúng, giúp du khách tiết kiệm chi phí, đồng thời vẫn có thể tận hưởng mọi tiện nghi hiện đại. Với những khách lưu trú trong chuyến công tác, khách sạn cũng cung cấp bàn làm việc cùng hệ thống cách âm tuyệt đối cho bạn có không gian yên tĩnh, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Family Suite với diện tích 28m2 cùng hai giường đôi sang trọng được thiết kế rộng rãi cho những chuyến đi gia đình. Nội thất cao cấp, xịn sò được sắp xếp hợp lý, tạo nên không gian thu hút, vô cùng đẹp mắt. Khách sạn cũng rất tinh tế khi đặt một bộ sofa ngay sát ban công, tạo không gian ngắm cảnh, trò chuyện vô cùng thư giãn cho du khách. Phòng dành cho 3 người thích hợp cho các nhóm bạn lựa chọn nghỉ ngơi, được bố trí một giường đôi và một giường đơn. Lối trang trí tinh tế với những gam màu ấm kèm theo ánh đèn vàng tạo nên một không gian hài hòa, ấm áp, xua tan cái lạnh đặc trưng của Sapa. Được nhiều du khách gần xa yêu thích và chọn lựa, phòng giường đôi có ban công của khách sạn Mường Hòa View Hotel không chỉ sở hữu nhiều trang thiết bị nội thất thông minh và tiện nghi, tại đây còn có cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên, du khách có thể thoải mái ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như một bức tranh của Sapa một cách dễ dàng. Bên cạnh hệ thống phòng nghỉ chất lượng, điểm nổi bật giúp thu hút du khách tại đây là chiếc ban công ngoài trời bao trọn khung cảnh thung lũng Mường Hòa xinh đẹp thơ mộng. Tại đây, du khách có thể vừa nhâm nhi tách cà phê ấm, vừa thả mình vào không gian trong lành, thoáng đãng, vô cùng thư thái. Mường Hòa View Hotel với sự đầu tư chỉn chu cả về vật chất lẫn tinh thần chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng cho chuyến hành trình khám phá mảnh đất mùa xuân của bạn thêm phần trọn vẹn và ý nghĩa. Đừng quên ấn like và subscribe để xem thêm những video thú vị về trải nghiệm du lịch của Tico Travel nhé!